Chào mừng quý vị đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng rằng với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những giây phút trải nghiệm thú vị cũng như những thông tin hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Sau đây thì xin cập nhật một số thông tin nóng mới trong ngày. Quý vị thân mến, thời gian vừa qua thì dịch tả lợn châu Phi đã càn quét nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Rất nhiều bà con nông dân nuôi heo đã bị thiệt hại rất lớn sau khi dịch càn quét. Như chúng ta đã biết thì dịch tả lợn châu Phi đã có từ hàng trăm năm nay và đến nay thì vẫn chưa có thuốc đặc trị. Đối với heo mắc bệnh thì hầu như 100% là chết. Cách ngăn ngừa tốt nhất đại dịch này hiện nay đó là tiêu hủy những đàn heo mắc bệnh và kiểm dịch một cách gắt gao để không cho nguồn bệnh lây nhiễm qua những vùng khác. Khi mà cả thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị cho căn bệnh này, thì mấy ngày vừa qua lại xôn xao trước thông tin một người phụ nữ ở Việt Nam chúng ta đã trị khỏi hoàn toàn dịch bệnh này cho đàn heo của mình chỉ bằng cách dùng bã rượu. Được biết thì người phụ nữ này tên Đỗ Thị Nhung, ngụ tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ngoài nghề nấu rượu ra thì chị còn nuôi thêm hai đàn heo để kiếm tiền mưu sinh. Một đàn 15 con chị nuôi tại nhà, còn đàn còn lại 39 con chị nuôi trong rẫy cách nhà 1 km. Với việc nuôi một số lượng gia súc lớn đến như vậy thì lúc dịch tả lợn châu Phi hoành hành là điều không hề muốn xảy ra. Cụ thể đàn heo 39 con của chị nuôi trong rẫy buộc phải tiêu hủy do bị mắc bệnh. Sau đó hung tin lại ập đến thêm một lần nữa, khi 15 con heo nuôi tại nhà cũng rơi vào tình trạng tương tự. Thế nhưng trong cái rủi vẫn còn cái may, khi mà phép màu xuất hiện và chính chị đã vô tình cứu chữa đàn heo của mình bằng hẻm rượu. Chị kể lại, lúc đó tôi chán nản lắm, heo thì bỏ ăn, dư hẻm không biết làm gì. Vậy nên tôi múc mấy xô hẻm đang nóng và tạt vô chuồng coi làm sao. Lúc sau hẻm nguội thì thấy heo mò đến liếm liếm, sau đó thì nó ói tèm lem ra chuồng. Đến chiều, bầy heo lại bò dậy đòi ăn. Tôi thấy thương và tí cám cho nó ăn. Điều bất ngờ là mấy ngày sau thì các triệu chứng bệnh cứ bớt dần đi. Chị Nhung còn cho biết thêm là ngoài việc cho ăn hèm trộn với bắp, chị còn thường xuyên dụi hèm nóng ra chuồng, đồng thời hun khói với mức độ vừa phải. Và quả nhiên công sức nào cũng được đền đáp, bằng chứng là khi lực lượng chức năng xã Quang Trung xuống thông báo sẽ làm thủ tục để tiêu hủy đàn heo này, thì chị đã kể lại quá trình đàn heo phục hồi và xin được giữ lại nuôi. Ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Trung nói, thấy đàn heo khỏe mạnh, anh em mới đồng ý cho chị giữ lại, đồng thời yêu cầu viết cam kết khi heo chết thì báo ngay cho xã để tiến hành tiêu hủy. Và cũng may là đàn heo của chị đã vượt qua được mọi thời gian cho phép, vì thông thường heo mắc dịch sẽ chết sau khoảng 7 đến 10 ngày. Thế vậy, ngày 15 tháng 8, sau 15 ngày kể từ ngày xét nghiệm xác định là heo nhiễm bệnh, lực lượng chức năng xuống lấy mẫu thêm một lần nữa và lần này cho ra kết quả âm tính. Tức là heo không nhiễm bệnh khiến cho ai cũng ngạc nhiên. Hiện tại để có được kết luận phương pháp dùng hẻm rượu này có thật sự hiệu quả hay không, thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thống Nhất đã vận động chị Nhung nuôi 20 con heo bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi làm căn cứ đánh giá. Hy vọng rằng phương pháp này sẽ thành công để cho người nuôi không bị thiệt hại và người dùng cũng yên tâm khi ăn thịt heo. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hy vọng rằng thông tin trên hữu ích dành cho quý vị. Bây giờ quý vị có thể nhắn tiếp vào đây chúng ta xem thêm một số thông tin khác. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.